Kính thưa quý vị và các bạn, trong các bản tin trước đây của VTC9, chúng tôi đã phản ánh về vụ việc học sinh trường tiểu học Isaac Newton ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sau bữa ăn trưa ở trường, một số em đã có dấu hiệu ngộ độc phải nhập viện. Cho đến nay vẫn chưa kết luận chính xác nguyên nhân dẫn đến hiện trường nói trên. Ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu tuần, vì lo lắng cho sức khỏe của con em mình mà nhiều phụ huynh đã chuẩn bị cho con cơm mang theo để ăn tại trường thay vì sử dụng cơm tại trường học như trước đây. Sáng thứ Hai ngày 19 tháng 4 là ngày đầu tuần, dù công việc rất bận rộn, nhưng chị Dương nhà ở phố Liễu Giai, Hà Nội, có con đang theo học lớp 3 ở trường tiểu học Isaac Newton vẫn dậy từ sớm, chuẩn bị các phần cơm hộp cho con mang theo tới trường. Thì với cái sự việc trường Newton trong tuần vừa rồi có rất nhiều những cái ca ngộ độc tập thể diễn ra thì chúng tôi vô cùng hoang mang, và tôi cũng như rất nhiều các phụ huynh khác trong lớp cũng như trong nhà trường đấy ạ, thì không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải chọn cái phương án đấy là thôi thì dậy sớm và chuẩn bị phần ăn cho con. Chúng tôi cũng không biết là cái việc này bao giờ nó sẽ chấm dứt, cũng như là mình có thể duy trì cái việc nấu ăn như thế này đến tận bao giờ. Nhưng hơn hết là chúng tôi đang rất là chờ đón những thông tin chính thức từ nhà trường. Ghi nhận trong sáng ngày 19 tháng 4, tại trường tiểu học Isaac Newton, nhiều học sinh ngoài cặp sách đến trường còn mang theo những túi cơm hộp. Theo các phụ huynh trường này, lo lắng và hoang mang là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh học sinh trường tiểu học Isaac Newton. Và cái trường hợp này thì sẽ nhà trường bên chúng tôi cần là nhà trường sẽ thực hiện ra sao sau sự việc này? Có thay đổi bếp hay không? Thay đổi bếp thì sẽ như thế nào? Thì chúng tôi cần một câu trả lời chính xác từ nhà trường. Và đến ngày hôm nay thì là sau khi sự việc xảy ra là ngày thứ 6, thì ngày hôm nay thứ 2 thì hầu như là 90% phụ huynh của lớp tôi là chuẩn bị cơm mang đi cho con. Mà so với cả mặt bằng chung chi phí với cái trường công đấy thì họ cũng không chỉ có kỳ vọng về cái vấn đề là chất lượng giáo dục, mà họ kỳ vọng nhiều hơn là về vấn đề cơ sở vật chất và quan trọng là cái bữa ăn hàng ngày, vì các cháu là đang tuổi ăn tuổi lớn. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết hiện tình hình sức khỏe của các học sinh trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định. Trước đó vào ngày 16 tháng 4, có 15 học sinh trường Isaac Newton nghỉ học với lý do đau bụng, nôn và đi ngoài. Trong đó, 3 cháu nhập viện và điều trị. Kết luận ban đầu, 3 em bị nhiễm khuẩn đường ruột. Sau khi mà điều tra rà soát thì là đoàn của thành phố và quận thì cũng chốt cái số liệu với phụ huynh học sinh. Bởi vì là chúng tôi thì không có chuyên môn để mà kiểm tra được cái lĩnh vực y tế. Do vậy là đoàn về công tác y tế của quận và của thành phố thì sẽ thực hiện cái việc đó. Ngày 15 tháng 4, trường phổ thông quốc tế Isaac Newton có hơn 1.500 học sinh ăn bữa trưa, bữa phụ chiều, 700 học sinh ăn bữa sáng với thực đơn gồm thịt lợn diêm, đậu sốt thịt, thịt lợn băm, trứng gà ốp, bắp cải xào, bí xanh luộc, canh chua cá, tráng miệng gồm cam và bữa phụ chiều pizza nhân xúc xích. Bữa ăn bán trú của trường phổ thông quốc tế Isaac Newton do công ty Mặt Trời Lớn nấu ăn cung cấp. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất bánh ngọt Gia Bảo là đơn vị cung cấp bánh pizza cho trường tiểu học Isaac Newton.